này mình chia sẻ cảnh tàu đang lấy số hoàn thành luôn em nè, tàu Bình Định lên cảng luôn anh em. Nhìn rất là đẹp mắt nha anh em, đây con tàu này đang lên nụ nè, chờ sơn chống xăm nữa là sẽ xuống ụ nha anh em. Đây con tàu đang đợi sơn phết là ok anh em ơi, không có sửa nhiều, không có sửa như những con tàu khác anh em, đang đợi sơn phết nữa nè. Con này bề ngang khoảng 6 mét, dài khoảng 19 mét đổ lại anh em. Màu xanh cabin màu vàng rất là đẹp luôn nha anh em. Chứng dịch tàu vẫn còn y nguyên. Đó, nhìn rất là đẹp mắt. Chà ba lửa luôn con tàu. Ồ, chứng dịch bị quẹo hết trơn anh em ơi. Đó, hư hỏng hết rồi. Đây con tàu bên đây đã hoàn thành rồi, chú đang sơn chống mờ chống xé ngang tiếng được chờ bán rồi đó. Còn bánh đàn sơn chống xàm nghe nè, xe hạ thủy vậy. Con tàu thường thường sửa bao lâu mới xong vậy anh? Dạ. Cái tàu là sửa bao lâu mới xong sơn? Xong rồi. Xong rồi sơn nó chống xăm là xong rồi đó hả? Dạ. Để sửa nửa tháng không ta? Sửa rồi đâu, lên sơn thép lên sửa rồi đâu. Sơn phết là xong rồi đó hả? Sửa rồi, sửa. Nếu mà sơn phết là thêm mới lại bắt đầu sẽ hạ thủy thì tiếp nha anh em, nhìn quá đẹp luôn, quá đẹp. Đó, nghe nghe giả cào anh, đó là sơn chống xăm nhìn rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Là sơn và biển số xe, biển số tàu, sơn rất là tỉ mỉ và đẹp, màu xanh đỏ, nổi trội rồi, đèn sẽ cao rất là đẹp. Đó. Đó, biển số sơ xăm anh em, đó giá cao này cũng bự nhỏ đâu. Quay làm gì à con? Dạ con làm phim chơi cô ơi. Dạ. Đó, rất là đẹp. Số tàu đã lấy xong chưa? Rất là đẹp luôn. Để
bên kia này là một con tàu lịch, một chà bá lửa luôn anh em. Hình ủ chuẩn bị sửa rất là nặng nha anh em. Ảnh đang nói con tàu nói là chỉ là lên sơn phết xong mà ok con tàu này là đâu chi phí sửa rất là nặng luôn á. Quá dữ luôn mọi người, chà bá lửa luôn. Chúc tất cả anh em xem những kênh mình thật yêu thật nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống nha. Đàn bành cục máy lên nha anh em, nó rất là đẹp, con tàu quá là lớn rồi. Đó. Đọc mạnh gốc máy nha anh em, con tàu thì không có thể rồi. Không luôn nha. Đây là mình chia sẻ anh em cảnh những tàu lên đậu chuẩn bị sửa nha. Có một con tàu mình đang quay trước mặt mình, con tàu này đang tháo cái nút máy ra nè, ui sửa tháo máy luôn, đang cảo nhiều lộ đó, nhìn rất là đẹp. Đang cảo cái máy, nút máy lên xong rồi nè. Tàu này về ngang khoảng 8 mét trở dài, khoảng 17 mét trở lại anh em. Rất là dài, rồi đó. Một xâm số nữa thôi là một máy là lắp xâm số khá quá nè. Anh nó đang đánh cửa cho mấy lần cộng sự cho mình rất là đẹp luôn em ơi. Chúc tất cả các bạn xem cũng thành tặng cho view thật nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống luôn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua luôn nha. Này, tiếp tục mình chia sẻ với anh em luôn nữa, những con tàu chuẩn bị hoàn thiện nha anh em ha. Sơn số rất là đẹp luôn ha. Đó, chuẩn bị hoàn thiện nha anh em, nhìn rất là đẹp luôn. Xem những video của mình hay cho mình một like anh em. Đó, tàu chuẩn bị hạ thủy xong xuôi anh em, nhìn rất là đẹp luôn. Những con tàu lớn khổng lồ này đó là nó sẽ có hoàn hoàn thiện nha anh em. Đó, mình sẽ cho anh em coi cái chiến dịch nó chà bá lửa luôn. Ồ, sửa hoàn thiện nha anh em. Rất là bự luôn nha anh em. Đó, anh em xem những con tàu này đâu sửa hoàn thiện sơn phết cái nó chống hà nó là ok. Đây chứ nhịp thao cũng mới lắp vô cho bá nạn luôn nè, ghê gớm. Rất là bự luôn nha anh em. Đó, đã lắp cốt xong xuôi rồi anh em. Cái ngày hạ thủy nó rất là đẹp, những con tàu ở đây quá đẹp. Những con tàu bên kia cũng thế anh em, đang rất là nổi tu sửa sau những tiếng mà ra khơi xa bờ đó. Giờ nó tu sửa để cho nó hoàn thiện. Những con tàu nhìn rất là đẹp mắt luôn anh em ơi, đang sửa chữa cho nó ok là hạ thủy. Chúc những người ngư dân sau những chuyến đi đánh bắt mới thật nhiều thắng lợi luôn. Đó, sơn xong xuôi đó nha, rất là đẹp luôn.
rất là đẹp luôn nha anh em. Hôm nay là chủ nhật, công nhân nghỉ hết trơn rồi. Ồ này thấy không, con bánh mà lửa thì bả lửa nha anh em. Nhìn rất là đẹp luôn á, bự luôn. Đó, sau những ngày lên nụ thì cho chút những ghe này đi đánh bắt thật nhiều thắng lợi nha, thật nhiều tôm cá luôn, thấy không? Những con tàu này rất là lớn nha anh em. Chúc tất cả các bạn xem cho mình thật nhiều yêu, thật nhiều sức khỏe anh trong cuộc sống luôn.